Tối hôm nay mình mời bạn Hòa. Bạn Hòa là cũng là một blogger, và Hòa thì là chủ nhân của blog tiền của tôi.vn. Có một cái thú vị là Hòa có rất nhiều kinh nghiệm về tài chính và đang hàng ngày viết blog về tài chính, và thậm chí là Hòa đã có cái thời gian, cái câu chuyện khá thú vị là một nhân viên ngân hàng và vừa làm việc vừa viết blog, và sau đấy tìm cái cách để thoát khỏi cái công việc ngân hàng, và bây giờ Hòa đã làm được việc toàn thời gian ở trên blog với tư cách là blogger về tài chính và tư vấn về các cái giải pháp tài chính cá nhân. Thì cái phần đầu tiên của Hòa hôm ngày hôm nay á sẽ chia sẻ cho các bạn cái cách các bạn thiết kế cái mục tiêu tài chính cho cá nhân mình để các bạn làm trong thời gian ít nhất là 1 năm, 2 năm để duy trì được. Giống như Ngọc luôn luôn nhắc lại với các bạn là khó khăn nhất á, của một blogger chính là cái giai đoạn 6 tháng đến 1 năm đầu tiên, là cái giai đoạn mà vừa làm việc mà thậm chí không thấy kết quả, hoặc là viết hoài không thấy thu nhập. Do vậy là nếu mà các bạn không có một cái kế hoạch tài chính thật sự cho mình nhé, thì các bạn sẽ khó vượt qua cái giai đoạn đầu này. Và thường là mình thấy là 10 người thì khoảng 7 người sẽ bỏ cuộc trong cái giai đoạn này, bởi vì là họ không có kế hoạch tài chính cho blog của mình. Được chưa? Mà mọi người quên cái phần đi đi, những cái phần đấy rất là quan trọng, bởi vì mình nói là có thực mới vực được đạo. Không có thực thì nếu chẳng có cái cách nào mà các bạn có thể nhịn ăn hoặc là nhìn thấy vợ con của mình đói mà ngồi viết blog được. Cái đấy là một cái chuyện rất là phi lý, không thể được. Đó, do vậy là Hòa sẽ giúp các bạn nhìn rõ hơn cái giai đoạn này các bạn cần làm gì. Đó, thì bây giờ mình sẽ chuyển cái quyền host sang cho Hòa, và Hòa sẽ chia sẻ đâu đó nửa tiếng đến 4-5 phút, và mình nghĩ là cái nội dung này rất rất thú vị, nó rất là thực tế. Sau này các bạn sẽ thấy, các bạn làm việc một thời gian các bạn sẽ thấy. Xin chào anh chị và các bạn. Thì Hòa xin tự giới thiệu, Hòa là admin của blog tài chính cá nhân. Trước đây thì Hòa có thời gian khoảng 10 năm, 10 năm là làm ở các ngân hàng như là MB hay là Techcombank hay SHB và công ty chứng khoán TCBS cũng như là bất động sản của tập đoàn Vingroup. Thì các cái khoảng thời gian mà Hòa làm ấy thì chủ yếu là Hòa làm về tài chính thôi, về tài chính xây dựng các cái sản phẩm về tài chính cho các khách hàng cá nhân để họ vay vốn hoặc là họ đầu tư hoặc là các cái sản phẩm dịch vụ gọi là của bán lẻ của ngân hàng, ví dụ như thẻ các thứ đấy ạ. Thì trong cái khoảng thời gian đó thì Hòa cũng may mắn là khi mình tiếp xúc với rất nhiều khách hàng ấy, thì mình xây dựng được cho các khách hàng những cái dòng tiền để họ đạt được những cái mục tiêu của mình. Thế thì trải qua cũng nhiều năm mình xây được cho người khác để họ đạt mục tiêu, nhưng mà bản thân mình ấy, mình nhìn lại khoảng 5 năm đầu ấy, thì cái tài chính của mình nó cũng rất là có vấn đề đó. Và từ năm 2015 ấy, thì mình đã nhìn lại bản thân mình rất là nhiều và mình xem lại cách thức mà mình đang quản trị cái tài chính của mình, thì mình đã định hướng lại và xác định để phải có những cái mục tiêu rất là rõ ràng khi mà thực hiện các cái kế hoạch tài chính cho mình. Chính bởi vậy mà hôm nay thì Hòa cũng sẽ chia sẻ cho anh chị và các bạn một cái góc nhìn khi mà thực hiện để mà lập một cái kế hoạch tài chính trước khi mà viết blog cho mình. Và đây cũng một phần là những cái câu chuyện mà bản thân Hòa cũng đã trải qua và cũng đã thực hiện, và đến bây giờ thì về cơ bản là nó cũng khá là ổn định, khá là ổn định, khá là thành công trên cái mục tiêu của mình đi rồi ạ. Bây giờ Hòa sẽ bắt đầu vào cái bản trình bày. Thế thì cái nội dung của bản trình bày này thì nó liên quan đến việc là chúng ta sẽ lập một cái kế hoạch tài chính cá nhân. Ở đó, thế thì xuất phát từ câu chuyện của bản thân Hòa, và Hòa cũng lấy một cái ví dụ minh họa cho hai cái câu chuyện thực tế để mọi người cũng dễ hình dung như này. Câu chuyện thứ nhất đó chính là
Anh Tính thì hiện tại thì anh đang là một hướng dẫn viên du lịch, và với cái mức lương là khoảng 15 triệu trên một tháng, thì anh chia sẻ là chỉ cần có thu nhập là 6 triệu đồng hàng tháng tối thiểu thôi là có thể là tự viết được blog cho mình rồi. Và vậy thì anh ấy sẽ phải làm như thế nào để mà thực hiện được cái ước mơ này? Đó. Thì cái câu chuyện thứ hai đó chính là chị Vui là một nhân viên kế toán của một công ty ABC, và chị rất là đam mê làm bánh và mong muốn trở thành một blogger toàn thời gian về ẩm thực. Lương của chị hiện tại là khoảng 10 triệu đồng. Vậy thì làm như thế nào chị có thể là chuyên tâm để viết blog cho mình mà không phải lo nghĩ đến tiền? Đây là hai câu chuyện của những người đã đi làm và mong muốn được thực hiện là viết blog toàn thời gian. Còn những cái câu chuyện khác của những anh chị mà như kiểu sinh viên chưa có thu nhập thì có lẽ thì Hòa cũng sẽ chưa đưa vào đây. Và Hòa chỉ nên lấy hai câu chuyện điển hình để mà minh họa cho anh chị và các bạn nó dễ hiểu và trong cái thời gian nó hạn hẹp như thế này. Thế thì trước hết thì chúng ta cần phải xác định một cái tư duy rất là rõ ràng trong cái việc là viết blog để kiếm tiền, chứ không phải viết blog để tâm sự hay để chia sẻ. Thế thì viết blog để kiếm tiền tức là chúng ta coi cái blog này là một cái tài sản online để tạo ra dòng tiền thụ động cho mình. Và khi đã coi cái blog ấy là một cái tài sản online để tạo ra dòng tiền cho mình rồi, thì rõ ràng cái blog này nó là một phương án để chúng ta đầu tư tài sản online. Đấy, mình phải nhìn rõ một cái tư duy rất là rõ ràng trong cái phương án đầu tư tài chính này là một phương án đầu tư tài sản online. Và rõ ràng thì khi chúng ta đầu tư một cái tài sản đó là cái blog này thì chúng ta phải có vốn đầu tư ban đầu, đúng không ạ? Và thứ hai nữa là gì? Chúng ta phải có vốn đầu tư hàng tháng cho nó để làm gì? Để mà vận hành cái blog này, để mà tạo ra được cái thu nhập dòng mà dương, tức là cái doanh thu từ cái blog này mang lại, trừ đi các cái chi phí ban đầu cũng như là chi phí hàng tháng mà nó phải lớn không, tối thiểu như thế, thì chúng ta mới gọi là bước đầu gọi là thành công. Chứ Hòa chưa nói đến cái việc là có lợi nhuận mà tối thiểu như thế này thì chúng ta mới thành công được. Thế thì Hòa sẽ đi vào một cái phương án đầu tư chi tiết để cho anh chị và các bạn dễ dàng hình dung nó rõ hơn về cái việc là chúng ta đầu tư tài sản blog. Thì cái vốn đầu tư ban đầu nó là 8.500.000 đồng. Và vốn đầu tư hàng tháng nó khoảng 6.150.000. Hai con số này thì Hòa cũng tham khảo từ anh Ngọc về các cái chi phí cố định ban đầu. Và thứ hai nữa là Hòa cũng lấy trên một cái số đông từ cái việc là mình khảo sát trên các cái cộng đồng bạn bè của mình hoặc là trên chính cái cộng đồng blog ấy. Thì mọi người cũng chia sẻ là chỉ cần cái mức là 6 triệu này thôi. Nhưng Hòa nghĩ ở đây là con số của cá nhân, của một người. Nếu mà hai người thì con số nó sẽ khác. Ví dụ như có gia đình rồi thì con số nó sẽ không phải là số này. Nhưng mà mình sẽ lấy trên cái số đông thôi để mình dễ minh họa, vì đây nó là một cái ví dụ mà. Thế thì Hòa sẽ chia sẻ cái file Excel để cho anh chị và các bạn sẽ dễ dàng hình dung là thứ nhất là cái chi phí đầu tư ban đầu thì có cái chi phí về hot là 1 triệu này. Đấy. Chi phí về học, chúng ta học phải có học một cái phương pháp. Đấy. Cái công thức để chúng ta làm blog kiếm tiền nó mất khoảng 2 triệu rưỡi này. Chi phí cho máy tính là 5 triệu và chi phí cho mạng internet là 150.000. Thế thì Hòa tách nó ra như này. Hòa tách nó ra là chi phí cho đầu tư ban đầu là chi phí cố định đó thì là 8 triệu rưỡi. Và cái chi phí hàng tháng là 6.150.000. Đó. Thế thì đây là hai cái khoản chi phí mà bắt buộc chúng ta phải chi. Anh chị và các bạn sẽ phải nhìn rõ được rằng là mình đầu tư cho cái blog, mình làm cái blog này thì mình phải có hai khoản chi phí này. Còn nếu mình không có hai khoản chi phí này, không có khoản vốn này để mà chi trả thì mình sẽ chưa nên làm blog kiếm tiền bộ. Đó. Thế thứ hai đó là cái doanh thu. Cái doanh thu dự kiến thì với những chia sẻ của kể cả bản thân Hòa mà Hòa làm cái blog bây giờ là cái blog thứ ba rồi thì nó cũng khoảng 1 năm thôi.
và mọi người ở trên group chia sẻ là cũng khoảng 1 năm là có tiền. Đây là mình chia sẻ là chưa có nhiều kinh nghiệm. Nếu mà được học mà có người hướng dẫn, có người đồng hành mà chuyên sâu, mình nhìn ra được cái ngách ấy, thì có khả năng có khi còn nhanh hơn, hoặc là mình tập trung được toàn thời gian ấy, thì nó có khi nó nhanh hơn. Thế thì sau 12 tháng đầu thì mình không có doanh thu. Thì 1 năm sau thì mình dự kiến nó khoảng 5 triệu, 2 năm sau nó khoảng 10 triệu, 3 năm nó khoảng 20 triệu và 4 năm nó khoảng 30 triệu. Và đây là làm được. Thực tế là đã làm được. Và cũng rất nhiều bạn cũng đã làm được như thế này. Thế thì Hòa đã chạy ra cái bảng gọi là bảng tính dòng tiền như thế này. Mình sẽ đi theo từng tháng một. Từng tháng một. 12 tháng đầu thì doanh thu chúng ta bằng 0 nhưng chi phí chúng ta vẫn phải trả. Đấy, thì tháng đầu thì chúng ta phải mất chi phí cố định ban đầu và chi lương cho bản thân mình. Nếu mà chúng ta không chi cho bản thân mình thì chúng ta phải thuê người. Nhưng thường thì blogger sẽ là phải tự làm chi cho bản thân mình. Thế thì trong vòng 12 tháng đầu là chúng ta chi khá là nhiều. Đó. Từ tháng thứ 13 trở đi thì chúng ta có doanh thu rồi nhưng chúng ta vẫn phải chi. Đó, chúng ta vẫn phải chi. Nó âm vẫn âm. Âm 1.150.000. Và đến tận tháng thứ 24 cơ. Đó thì là chúng ta mới bắt đầu là dương được, khi mà chúng ta có cái nguồn thu nhập từ năm thứ 2 mà nó lớn. Nó khoảng 10 triệu rồi bắt đầu chúng ta mới có tiền dương được. Thế thì rõ ràng là cái bảng tính này thì nó mới là cái bảng dự kiến thôi. Và nó cũng sát, cũng khá sát với thực tế làm được. Thì chúng ta cũng nhìn thấy được rằng là 24 tháng đầu là chúng ta phải bỏ vốn ra, bỏ tiền của mình ra để mà làm. Đó. Thế thì số tiền ở đây nó rơi vào khoảng 96 triệu 100 ngàn đồng. Khoảng như thế. Đây, hoặc cộng 24 tháng. Thì nó ra khoảng 96 triệu 100 ngàn đồng. Thế thì khi mình xác định là mình đầu tư cho cái blog này thì mình phải có một cái khoản tiền vốn là 96 triệu 100 ngàn đồng để mà duy trì trong vòng 2 năm như thế này để mà làm. Đó. Thế thì chúng ta nhìn thấy một vấn đề là chúng ta phải có được một cái khoản vốn là 96 triệu 100 ngàn đồng để mà đầu tư vào cái blog này. Đó. Thế thì làm như thế nào? Câu hỏi đặt ra là làm như thế nào để mà có được khoản tiền này, đúng không? Đó. Đây là một cái câu hỏi đầu tiên dành cho các bạn blogger. Làm như thế nào để có 96 triệu 100 ngàn đồng để thực hiện là viết blog toàn thời gian được? Thế thì chúng ta sẽ phải huy động vốn này ở đâu? Có thể là huy động vốn người thân, bạn bè, đúng không ạ? Anh chị em trong gia đình. Thứ hai nữa là chúng ta có thể là có những khoản tiền tiết kiệm, có những cuốn sổ tiết kiệm mà trước đây mà chúng ta có thì chúng ta có thể bỏ ra. Và thứ ba nữa là chúng ta có thể là tích lũy cho kế hoạch này và làm như thế nào. Thế thì cái thứ nhất với cái thứ hai là hiện tại là thông thường là chúng ta khó có thể có được. Mà nếu chúng ta có thì chúng ta có thể triển khai được ngay rồi, đúng không ạ? Nhưng mà thông thường thì chắc là khó có thể có. Thì Hòa chia sẻ ở cái góc độ là cái tương lai. Tức là chúng ta sẽ làm như nào để chúng ta có được cái khoản vốn này để mà chúng ta thực hiện trong tương lai, đúng không ạ? Thế thì cái bài toán này sẽ được xử lý bởi một cái phương pháp, đó chính là quản trị tài chính cá nhân, hay còn gọi là quản trị tiền. Và chúng ta sẽ phải quản trị được cái ba cái chức năng cơ bản của tiền, đó chính là tiêu tiền, tiết kiệm tiền và sinh tiền. Đó chính là ba chức năng cơ bản của tiền mà chúng ta cần phải quản trị. Thế thì cụ thể nó như thế nào? Đó. Thì Hòa đưa ra một cái phương pháp nó cũng ngắn gọn thôi. Ngắn gọn. Đó chính là 3T. Tức là cái thu nhập mà chúng ta đang có lương hàng tháng ấy. Đó. Thì chúng ta sẽ chia làm 3 phần. Đó chính là tiêu dùng, tiết kiệm tiền và tạo ra tiền. Thế thì cái tiêu dùng của chúng ta sẽ để tối đa là 70% thôi. Tối đa nhé. 70% để chúng ta chi tiêu cho ăn uống, sinh hoạt, đi lại học hành, rồi hiếu hỉ vân vân. Một cái khoản thứ hai là khoản tiết kiệm tiền. Tiết kiệm tiền này đây là gì? Để chúng ta dự phòng cho những cái rủi ro bất chắc trong cuộc sống. Đó chính là
chúng ta cần phải tiết kiệm ở ngân hàng đấy, hoặc là chúng ta mua chứng chỉ tiền gửi, hay chúng ta phải có cái bảo hiểm nhân thọ đó, thì cái này bắt buộc phải có để mà chúng ta giữ cho cái tài chính của mình luôn ở trong cái trạng thái là ổn định nhất ở trong mọi hoàn cảnh mà nó có rủi ro trong cuộc sống về cái ảnh hưởng đến nguồn thu nhập của chúng ta. Và cái tài khoản thứ ba chính là tạo ra tiền, tức là cái tài khoản này chính là tài khoản mà để mà chúng ta tích lũy vốn đấy ạ. Đó, chúng ta dành ra để chúng ta đầu tư. Thế thì ở đây là đầu tư để làm gì? Chính là chúng ta dùng để mà chúng ta tích lũy để chúng ta xây dựng cái tài sản là cái block của mình. Thì trước khi đủ 24 tháng để chúng ta xây dựng block, để chúng ta có 96 triệu chúng ta có để chúng ta làm block, thì cái tiền tích lũy hàng tháng này chúng ta có thể là đầu tư vào quỹ trái phiếu, hay là đầu tư vào trái phiếu, hay là chứng chỉ tiền gửi, vân vân. Đó chính là một cái phương pháp mà để chúng ta có thể là quản trị cái tài chính của mình. Thế thì Hòa sẽ chia sẻ chi tiết cho anh chị ở cái file Excel về cách thức mà chúng ta tích lũy vốn nhé. Vẫn ở với cái hai ví dụ mà trước của anh Tính và chị Vui, thì anh Tính anh ấy đang có lương là 15 triệu đúng không ạ? Thì đây là cái bảng thu nhập của anh ấy này, cột này cột thu nhập này. Thứ hai nữa là cái cột chi tiêu của anh ấy, thì anh sẽ chỉ chi tiêu là khoảng độ 6 triệu thôi. Tức là anh ấy đang tích lũy được khoảng, anh ấy chỉ chi tiêu khoảng 40% thu nhập của anh ấy. Thu nhập dòng của anh ấy sẽ là 9 triệu đó. Và cái chi cho cái việc tiết kiệm và phòng vệ cho cái tài sản của anh ấy sẽ là khoảng 20%, nó khoảng 3 triệu. Thế thì cái tiền còn lại là chi cho đầu tư cho cái block là khoảng 40%. 40% cái thu nhập của anh ấy. Thế thì với 40% này thì anh ấy phải mất là 16 tháng. Đó. Thì chúng ta lấy 16 nhân 6 này, thì ra 96 triệu thì anh mới có được, tức là hơn một năm. 16 tháng thì anh Tính mới có được 96 triệu để mà có thể là đầu tư vốn và để toàn thời gian với block. Với phương án của chị Vui thì sao? Chị lương có 10 triệu thôi. Thu nhập của chị 10 triệu thì chị sẽ phải chi cho chị phải chi cho tiêu dùng hàng ngày vẫn là 6 triệu rồi. Và cái thu nhập dòng của chị là 4 triệu, và chị vẫn phải chi cho cái tài sản phòng vệ, bắt buộc phải chi cho cái này. Và còn lại chỉ có 2 triệu thôi. Thì với tích lũy tiền 2 triệu hàng tháng này thì chị phải mất 48 tháng cơ. 48 tháng thì chị mới có thể là có được cái số tiền là 96 triệu để chị toàn thời gian block. Rõ ràng rất là lâu đúng không ạ? Tức là mất khoảng độ 4 năm. Với mức lương 10 triệu chị phải mất 4 năm với cái block này. Thì ở đây chúng ta nhìn thấy một cái biến số nó rất là rõ ràng. Tức là cái thu nhập của chúng ta, một cái phương trình rất rõ ràng là cái thu nhập của chúng ta mà càng cao thì cái thời gian cho chúng ta thực hiện sớm cho cái việc toàn thời gian viết blog nó càng ngắn hơn đúng không ạ? Còn nếu mà chúng ta thu nhập càng 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 nhỏ thì cái thời gian cho chúng ta có thể toàn thời gian blog nó càng lâu hơn. Hòa lấy ví dụ nhé, ví dụ như là thu nhập của chị Vui mà bây giờ là 20 triệu thì sao đúng không ạ? 20 triệu ở đây chúng ta sẽ có một mức 20 triệu. Thế thì thu nhập dòng của chị ý là mỗi tháng là 10 triệu đồng. Thế thì chị chỉ cần mất là khoảng 9,6 tháng thôi, chứ khoảng 10 tháng thôi, đúng không ạ? Khoảng 10 tháng là chị đã có thể là có toàn thời gian được với cái việc là viết blog của mình rồi, chứ không phải quá là dài. Ở đây câu chuyện là đấy, thu nhập càng cao và chúng ta tối thiểu hóa được cái chi tiêu của mình này. Chúng ta càng tối thiểu được cái chi tiêu này thì chúng ta sẽ càng có cái tiền tích lũy để chi cho cái đầu tư cái block này nó càng nhanh hơn. Thế thì câu chuyện đây có thêm nữa là cái tiền tích lũy này này. Một là chúng ta có thể là bỏ ở nhà đúng không ạ? Bỏ két ở nhà. Hai là chúng ta có thể gửi tiết kiệm ngân hàng. Còn một cách thứ ba nữa là chúng ta làm như thế nào để nó nhân tiền lên cho mình. Ví dụ như là
với chị vui, chị để 48 tháng, nếu mình để tiết kiệm ngân hàng thì quá là phí đúng không ạ? Thế thì có một cách như thế nào để mà chúng ta nhân cái tiền này lên nhanh hơn, tức là chúng ta tận dụng cái lãi suất kép để mà nhân tiền, nhân cái tiền 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 tích lũy mình. Thế thì Hòa sẽ đưa cho anh chị một cái thức, đó chính là chúng ta sẽ đầu tư vào các cái tài sản có thu nhập cố định, tức là nó tương tự như tiết kiệm ngân hàng nhưng lãi nó cao hơn tiết kiệm ngân hàng và nó vẫn đảm bảo an toàn cho chúng ta. Đó thì như là chúng ta có thể đầu tư vào chứng chỉ tiền gửi, chúng ta có thể đầu tư vào trái phiếu doanh nghiệp, chúng ta có thể đầu tư vào quỹ trái phiếu doanh nghiệp, hoặc một phần nhỏ chúng ta có thể để sang vàng cũng được. Vì thời gian ví dụ như 4-5 năm thì là vàng nó sẽ thông thường nó sẽ tăng trưởng khoảng độ 10% trên năm. Đó là thống kê từ trước đến giờ, nhưng mà chúng ta nên để ít thôi. Còn những cái tài sản này thì nó ăn chắc rồi. Ăn chắc là cái lãi giống như tiết kiệm ngân hàng. Thì cái việc mà chúng ta bỏ tiền vào đây nó sẽ nhân tiền, nó sẽ làm cho cái thời gian của chúng ta để mà chúng ta có được khoản tiền 96 triệu ấy, nó giảm đi, giảm hơn nữa. Đó, để chúng ta có thể viết được blog. Thế thì cái câu chuyện là để mà thực hiện được cái phương pháp này đấy và một cách nó hiệu quả thì chúng ta cần phải có những cái yêu cầu gì? Đó chính là kỷ luật, và thứ hai là chúng ta phải kiên nhẫn. Thực sự là với một cái thời gian dài như thế này, ví dụ như 48 tháng này mà chúng ta cứ tích lũy liên tục này mà chúng ta không kiên nhẫn thì thực sự là khó đúng không ạ? Khó có thể là thành công được. Đó, hoặc là thứ hai nữa là gì? Chúng ta đã phân bổ tiền này 60% vào cho chi tiêu rồi, 20% vào cho phòng vệ tài sản và 20% cho chi tiêu cho blog rồi, mà chúng ta chỉ cần lệch so với cái dòng này, lệch so với cái việc phân bổ này là chúng ta cũng đã thay đổi. Chúng ta chỉ lệch khi mà chúng ta muốn giảm chi tiêu này xuống và chúng ta tăng cái đầu tư này lên thì cái đấy là hoàn toàn là tốt. Nhưng mà nếu mà chúng ta tăng chi tiêu lên mà chúng ta giảm cái tiền đầu tư này xuống thì cái kế hoạch để có cái khoản vốn 96 triệu 100 ngàn đồng của chúng ta nó sẽ kéo dài đi. Đó, nó sẽ trượt dài đi. Đó. Ok, như vậy là anh chị và các bạn đã học được cái gì trong cái slide mà Hòa vừa chia sẻ trong 20 phút trên. Thứ nhất đó chính là chúng ta phải có được một cái số tiền mà chúng ta cần phải chuẩn bị để mà bắt đầu với khởi nghiệp với blog, làm blog kiếm tiền, xây dựng tài sản blog đúng không ạ? Là 96 triệu 100 ngàn đồng. Thứ hai là chúng ta có một cái phương pháp để mà chúng ta tích lũy tiền. Đấy, phương pháp để chúng ta tích lũy tiền. Và thứ ba, chúng ta có một cái cách thức mà thực hiện như cái bảng mô tả ở trên cái file Excel mà Hòa đã làm. Thì với ba cái cách thức đó thì chúng ta mới thực hiện được cái ước mơ là toàn thời gian được với blog của mình. Và cái công thức tài chính mà Hòa chia sẻ với anh chị và các bạn để mà xây dựng blog toàn thời gian, anh chị và các bạn nhớ nó đơn giản này thôi. Thu nhập của chúng ta sẽ bằng gì? Chi tiêu đúng không ạ? Rồi tiết kiệm, rồi cộng với cả tiền tích lũy cho blog. Anh chị chỉ cần nhớ công thức này và luôn luôn trong đầu mình chia ra làm ba cái tài khoản này thì anh chị sẽ có thể là toàn thời gian được cái blog của mình. Hòa xin tổng kết lại cái sơ đồ tiền vốn đầu tư nhé. Thì cái Hòa gọi cái phương án của mình là khởi nghiệp blog thì chúng ta sẽ cần tiền vốn này và chúng ta sẽ cần kỹ năng đúng không ạ? Thế thì cái tiền vốn thì chúng ta sẽ phải huy động bạn bè, rồi chúng ta có tiền đang có và chúng ta sẽ phải có tiền kế hoạch. Nếu mà chúng ta có một phần cái này rồi, chúng ta có một phần cái này rồi thì cái tiền kế hoạch của chúng ta chính là tiền tích lũy của chúng ta nó sẽ nhỏ đi. Đó, sau đó thì chúng ta sẽ lập một cái kế hoạch tài chính để mà có được cái nguồn tiền kế hoạch này để mà chuẩn bị cái nguồn vốn để khởi nghiệp với cái blog của mình. Ok, như vậy là Hòa cũng vừa trình bày với anh chị và các bạn một cái slide gọi là tổng quan chia sẻ cái logic mà Hòa lập ra để cho các anh chị và các bạn blogger có thể là khởi nghiệp với cái blog của mình toàn thời gian một cách là nó thoải mái
một cách mà nó tập trung nhất. Và Hòa nghĩ rằng thì chỉ có cách mà chúng ta tập trung với một cái mục tiêu nào đó thì cái khả năng mà thành công của chúng ta mới cao được. Có lẽ thì chắc là chúng ta sẽ đến cái phần thứ hai, đó chính là chúng ta trao đổi và chia sẻ những cái nội dung mà Hòa vừa trình bày qua để anh chị có thể là hiểu nó rõ hơn, đúng không ạ? Cảm ơn Hòa đã chia sẻ cái phần lập kế hoạch. Thì Hòa có thể quay trở lại cái slide đầu tiên, là cái dưới cái mà có số tiền là 8 triệu mấy và 9 triệu mấy ở cái đó đó. Đây, đây, Cái slide đó đó. đây. Đây. Đó thì nhìn trên cái số tiền này này, Ngọc Ngọc muốn giải thích chi tiết một cách rõ hơn nữa, đó là thường các bạn thấy là mình đã đi với blog với cái tư duy là để biến blog thành công việc đó. Thì thực sự nói gì thì nói, ở góc độ tài chính ít nhiều mình cũng phải chuẩn bị. Nếu mà ai mà làm chi tiết được ra như Hòa cái bảng đó thì mình cứ theo đó hàng tháng, mình có kế hoạch mình làm. Thế nhưng về cơ bản á, các bạn thấy là chắc chắn là nó sẽ phải có vốn đầu tư ban đầu, tức là cái dòng 8 8 triệu rưỡi mà Hòa đã liệt kê cho các bạn. Ví dụ như phải có máy tính thì mới viết được blog, không thể không có máy tính không thể nào viết được blog, đúng không? Là một cái khoản tiền phải đầu tư. Nếu ai có rồi thì thôi. Hoặc là nếu mà viết muốn viết blog chuyên nghiệp và kiếm tiền á, học những cái phương pháp làm nội dung kiếm tiền thì phải có tên miền và hosting cho 1 năm đầu tiên. Được chưa? Là 1 triệu đồng là trong khoảng đó. Và trong 8 triệu đấy nó còn một cái khoản là 6 triệu. 6 triệu mà Hòa để riêng ra cái cột thứ hai ấy, các bạn biết là gì không? Tức là 6 triệu đấy là cái tiền mà trả cho chính mình ấy, để mình ăn uống hàng ngày, mình duy trì cuộc sống của mình hàng tháng thì mới có thể viết được blog, đúng không? Đó, thì những cái số tiền đấy nó vô cùng thực tế và phải có, mình đảm bảo là phải có. Còn những cái số tiền mà cho những cái năm sau á, thì nó sẽ cứ cứ tương tự như vậy. Thì cái ý tưởng của Hòa ở đây là gì? Nếu như các bạn có một công việc hiện tại thì các bạn sẽ phải mang một cái phần tiền mà mình đang thu nhập hàng tháng để mình đầu tư cho số ban đầu này, rồi đầu tư cái chi phí hàng tháng để mình có thể tiếp tục để chuẩn bị cho một cái công việc là viết blog. Và nếu như mà cái số tiền đầu tư, cái số tiền hiện tại thu nhập của mình đang cao á, thì tự động cái thời gian tạo ra doanh thu và cái thời gian dành cho blog nó sẽ giảm đi. Bởi vì là cái mục tiêu của Hòa ở trong xây dựng cái này, và cũng là mục tiêu của Ngọc, là giúp các bạn là ít nhất là từ 6 tháng đến 1 năm, cái mốc cuối cùng là 1 năm là các bạn đã phải tạo được thu nhập 5 triệu một tháng rồi từ blog. Đấy là cái số tối thiểu. Nếu như các bạn làm đúng các cái chiến lược thì sau 1 năm là các bạn đã có thu nhập ổn định 5 triệu một tháng từ blog, thì tự động bắt đầu đến tháng thứ nhất của năm thứ hai là các bạn đã bắt đầu thấy có dòng tiền vào, đúng không? Thì tự động nó sẽ giảm cái chi phí kia đi xuống. Đó, các bạn thấy 5 triệu ở bắt đầu tháng 13 không? Thì tự động những cái chi phí đầu tư hàng tháng tự động nó sẽ giảm xuống, nhưng nó vẫn đang âm. Thế thì bắt đầu các bạn phải tăng tăng cái thu nhập vào của blog lên, thì đến tháng thứ 2 năm chẳng hạn, nếu các bạn làm tới tháng thứ 2 năm nó lên được 10 triệu thì bắt đầu bạn có lãi 3 triệu rưỡi. Đó là cái ý tưởng của cái cách mà mình suy nghĩ về việc là mình đầu tư, lập kế hoạch tài chính cho blog của mình. Còn nếu như các bạn bạn nào làm tốt á, và rút ngắn được cái khoảng thời gian là thay vì đến tháng 13 này này các bạn mới có thu nhập, thì đến tháng thứ 5, tháng thứ 6 thôi các bạn đã có thu nhập rồi, thì tự động cái khoảng thời gian này nó sẽ rút ngắn đi càng nhiều. Thì đó là cái ý tưởng của việc là chuẩn bị cho mình một cái kế hoạch về tài chính. Còn ở cái góc độ làm sao được có số tiền đấy thì Hòa đã chia sẻ rồi, Ngọc không không chia sẻ lại nữa. Thì các bạn hoàn toàn có thể đặt thêm những cái câu hỏi xoay quanh cái chủ đề này. Mình nghĩ nó hơi khô khan thế nhưng mà nó lại vô cùng thực tế. Bởi vì ngay cả cái câu chuyện của Ngọc đi chẳng hạn, khi mà Ngọc bắt đầu viết blog năm 2015 á, hoàn toàn lúc đấy là thất nghiệp. Do vậy là cái dòng tiền mà Hòa nói mà đầu vào á của Ngọc là gần như là số 0. Nhưng mà Ngọc có cái may mắn là lúc đấy á mình còn khoảng một khoản tiền tiết kiệm nho nhỏ, và hàng tháng lúc đấy thì bà xã mình vẫn đang đi làm nhân viên nhà nước, nên cho có một cái khoản thu nhập thì nó chính là cái khoản mà 6 triệu Hòa nói để nuôi mình, nuôi gia đình, và mình có một cái khoản tiết kiệm nhỏ nhỏ, cho nên mình đầu tư được vào cho nó là hosting được các thứ. Thì
chắc chắn là không có thu nhập thì các bạn sẽ phải có một khoản tiền cho nó. Chứ còn không thể nói là đang thất nghiệp, không có đồng nào mà có thể ngồi viết blog chuyên nghiệp được. Đảm bảo không bao giờ có chuyện đấy. Hả? Đó, thì đấy là cái ý tưởng của việc là mình muốn Hòa chia sẻ cái này để các bạn nhìn thấy rõ ràng cái bức tranh về tài chính cho mình trong 1-2 năm nữa nó như thế nào. Đó. Ok. Các bạn có thể chia sẻ, mình nghĩ nó còn nhiều trường hợp khác nữa. Có thể là ví dụ như bạn sinh viên chẳng hạn, hoặc là những người nội trợ thì làm sao đây, đúng không? Đó, thì các bạn có thể hoàn toàn hỏi làm rõ hơn, hoặc là có những câu hỏi về góc độ tài chính dành cho Hòa. À, anh Ngọc ơi, có nghĩa là có lẽ là anh mở mic cho mọi người nói chuyện đấy cho thì dễ hơn. Vậy hả? Thì, chắc thì hiện tại mọi người đang bị tắt mic hết. Thường thì ở trong các cái buổi ấy, bạn nào có ý kiến các bạn cứ cứ bật mic của mình lên. Cứ bật mic. Ok. Thực ra thì Hòa cũng rất là mong được lắng nghe tất cả những cái chia sẻ của mọi người ấy. Mỗi một người chắc chắn là sẽ có những cái thông tin, những cái hoàn cảnh về cái thu nhập của mình khác nhau. Rõ ràng là chúng ta sẽ phải có một cái kế hoạch cho từng người khác nhau. Thì cũng rất mong là mọi người cứ chia sẻ cái câu chuyện của mình để hôm nay có thể là biết đâu thì Hòa cũng có một cái giải pháp đấy cho mọi người ạ. Chắc mọi người có khi là sợ không dám chia sẻ về tài chính đúng không? thường mà nhắc đến chủ đề tài chính thì ai cũng ngại. Ngại bởi vì là không có vấn đề gì đâu. Mà thì Hòa nghĩ như này này, thực ra là nếu mà mình nghĩ là mình sẽ có một cái giải pháp cho mình ấy, thì tiện thể là mình dành 10-15 phút để mình đang gặp những cái thắc mắc mình có thể cứ hỏi luôn, thì mình cứ chia sẻ câu chuyện thật của mình thôi. Khi nào mà mình dám chấp nhận mà mình chia sẻ câu chuyện thật của mình, cái vấn đề thật của mình, thì cái Hòa mình nghĩ là cái khả năng mà mình sớm được gọi là giải thoát, sớm được thành công nó cao hơn đó. Hứa ti giơ tay kìa, em bật mic đấy, em cứ bật mic lên chia sẻ. Dạ alo. Dạ, có nghe không nhìn thấy gì nhỉ, chắc là ok thôi cứ nói đã. Chơi thì hôm nay bạn sẽ biết tay em Hòa thấy có một cái rất hay, rất là trả tiền cho mình đó, cái 6 triệu là trả tiền cho mình, thấy rất hay luôn. Tại đó giờ em nghĩ là mình không nghĩ tới cái khoản này. Mà chỉ biết tới mình lắm là mua máy tính laptop, mua hosting trên mạng hết rồi. Tại đây đúng không? Dạ. Đây nghe rất hay, đó là một cái kiểu một cái điểm mới trong sau đầu em. Có một công việc full time là do tính chất công việc của Windows C em. Cái tổ rồi mới về. Em muốn hỏi xuống thêm quan trọng với anh Hoàng. Nói hơi bé nhỉ? Hứa ti em nói lớn lên tại cái mic ở bên em có vẻ nó hơi ồn và nó hơi nhỏ đó. Đúng rồi đấy. Thì em muốn hỏi thêm là ví dụ một ngày nhé, công việc em đem chỉ có tầm 2 tiếng để mình chăm sóc cho mình thôi. Cái này em không cần gấp như anh Hòa, chúng ta có thể 1 năm 2 năm sau mình có lợi nhuận được. Tức là một ngày có 2 tiếng đúng không? Một ngày có 2 tiếng. Dạ, dạ, chính xác. Thực sự là cái mic của Hứa Ti anh nghe bập bõm không rõ lắm, nhưng mà anh hiểu có phải cái ý của em là hiện nay em đang có một công việc toàn thời gian và em muốn xây dựng blog, nó cũng không cần gấp quá, đúng không? Không cần gấp quá để tạo ra dòng thu nhập, miễn là mình đang học. Thế nhưng mà có một cái chiến lược nào để với 2 tiếng một ngày như vậy thì cái tốc độ nó nhanh hơn và tạo ra thu nhập sớm hơn không, đúng không? Phải ý như vậy không? Dạ chính xác, đúng rồi.
Thực ra thì cái này nó lại liên quan đến đến chiến lược kiếm tiền, chiến lược làm nội dung đó trên blog của mình, chứ nó lại không liên quan nhiều đến việc việc lập kế hoạch ở góc độ tài chính của Hòa, đúng không? Bởi vì góc độ lập tài chính là nó đã gần như có công thức rồi, chỉ cần mình hiểu là mình phải đầu tư, tức là em bỏ ra 2 tiếng để em làm việc, thế nhưng mà em vẫn phải ăn uống, vẫn phải trả tiền cho mình cho 2 tiếng đấy, thì chính là cái khoản nằm trong 6 triệu mà Hòa chia sẻ. Còn ở cái việc làm sao để tăng tốc với 2 tiếng đấy mà em tăng tốc độ lên, thì anh nghĩ là một có 2 cách, tức là em phải viết thật giỏi, viết thật nhanh, chiến lược làm nội dung thật tốt, để thay vì 2 tiếng đấy với một người bình thường người ta chỉ viết được nửa bài thôi, thì 2 tiếng đấy em phải viết được một bài. Còn nếu không, cách thứ hai á, là em chỉ có 2 tiếng thôi á, thì em phải đầu tư thêm tiền vào cho nó, để dùng những cái chiến lược marketing mà mình biết, chiến lược làm nội dung mình biết, để thuê người khác làm cho mình. Còn 2 tiếng đấy mình chỉ là người ngồi duyệt nội dung và người quản lý cái người cung cấp bài cho mình, quản lý blog của mình thôi. Đó. Thì anh nghĩ chỉ có 2 cách đó thôi. Tức là một là mình phải giỏi hơn người khác, nhanh hơn người khác, với cái khoảng thời gian chỉ có 2 tiếng. Còn không á, không giỏi hơn, không nhanh hơn, thì mình phải có tiền hơn người ta để mình thuê, đúng không? Thuê người làm nội dung cho mình để tạo ra mục tiêu là kiếm được tiền trên cái 2 cái tiếng đó thông qua blog. Thì ý của anh là như vậy. Em cũng chắc là em sẽ góp ý thêm cho bạn ấy để bạn ấy cũng hình dung được cái công thức tài chính này. Thứ nhất là bạn đang đi làm là có thu nhập là cái rất là tốt rồi, và đó là thu nhập từ lương. Nếu mà mình làm cho cái thu nhập của mình nó tăng lên được từ cái thu nhập đó, hoặc là các thu nhập khác, hoặc là từ cái blog mà nó ra tiền sớm, thì cái tổng thu nhập của mình nó càng tăng lên. Tổng thu nhập của mình tăng lên thì cái tiền tích lũy của mình nó sẽ tăng lên, tích lũy nó càng nhanh hơn, cao lên thì cái thời gian để mà mình có cái số vốn để mình toàn thời gian blog nó càng nhanh hơn. Đấy là cái mục tiêu trong cái slide này, là chúng ta làm như thế nào để chúng ta toàn thời gian với blog đó. Mình hỏi như này nhé, một câu, có phải nếu mà theo cái chiến lược tài chính này thì mình hỏi là có phải là những cái người sướng nhất là những cái bạn sinh viên không? Có thể làm được không? Đúng rồi ạ. À, Với bởi cái công thức như này thì làm thực ra là sinh viên là có nguồn tài trợ, có nguồn tài trợ từ bố mẹ đấy. Thì khi đấy thì các bạn ấy chi tiêu rất là rẻ đó, mà các bạn ấy có rất nhiều thời gian. Là chiến lược này sẽ áp dụng cho sinh viên là hay nhất, thì các bạn ấy tiêu ít nhất, rồi các bạn ấy lại có nhiều thời gian nhất, Laptop có sẵn đúng không? Mạng có sẵn, có sẵn, có đầu tư hết rồi. hàng tháng chi phí cha mẹ cho sẵn, chỗ ở có sẵn, và mình chỉ bớt cái thời gian của mình ra, mình đầu tư cho cái tài sản blog của mình. Đúng không ạ? Thì đấy chính là nó còn khó khăn nhất, mình nghĩ là chính là những cái người mà có gia đình rồi. Có Có gia gia đình đình rồi. rồi nó rất nhiều áp lực, rất nhiều cái để chi, rất nhiều cái vấn đề trong gia đình, nó không những liên quan tiền bạc mà đủ thứ hết. Do vậy những người khó khăn nhất chính là những người có gia đình rồi. Thì cái đấy là một cái điều rất là thực tế mà cá nhân Ngọc đã trải nghiệm rồi. Trải nghiệm rồi, đây là cái vấn đề khó khăn lắm luôn á. Do vậy nên mình rất muốn hôm nay là Hòa có mặt đây để chia sẻ như này, để các bạn thấy được là thực tế của nó là như vậy. Thực ra là cái này áp dụng cho người có gia đình, là tức là mình xây dựng bằng cái cách thức như thế này, mình mới có thể là mình toàn thời gian blog được. Nếu mà có gia đình mà mình không 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 có một cái kỷ luật rõ ràng trong cái công thức này ấy, thì còn càng khó hơn ạ. Mình có ý kiến chút nhé. Dạ. Thực ra thì đối với những người có gia đình ấy, như mình ấy, thì nó có 2 vấn đề. Vâng. Thứ nhất là cái chi tiêu đấy, chi tiêu Vâng. nó chi tiêu nhiều thứ lắm. Hai nữa là cái công việc của mình đôi khi, ví dụ nhé, một số cái việc, ví dụ mình chấp mà mình do yêu cầu mà đi làm đấy, Vâng. thì đôi khi làm nó cũng nó cái thời gian làm thuê làm trong công Vâng. ty ấy nó cũng quá sức đấy. Thì nó có 2 vấn đề, một là vấn đề tiền, hai là vấn đề thời gian đó. Thời gian nhiều khi làm mệt quá chẳng hạn, thì ví dụ là kiếm một cái thu nhập nó cao cao hơn một chút, nhưng mà làm nhưng mà lại về nhà mệt quá không làm được, không làm được ví dụ 1 tuần chẳng hạn. Đầu tuần đầu tiên thì nhiệt huyết lắm, làm 1 2 cái
Đúng không? Cố gắng viết được một hai cái, một hai bài, xong tuần sau thì nó bận quá bẵng đi, xong ngoài ra rồi việc rồi vợ rồi con rồi chồng chẳng hạn đấy, rồi mọi thứ, mà mình đương nhiên là mình phải cắt 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 hàng loạt những cái mối quan hệ khác đi. Đấy thì đấy thì mình thấy là cái vướng mắc đấy. Trước đây thì cũng cũng theo anh Ngọc mà follow Ngọc 3 năm trước đấy. Mình bể đấy. Đấy là thực tế đấy. Đợt này cũng mới quyết tâm quay lại. Cái này Hòa chia sẻ rất là phù hợp này. Các bạn biết là trước đây, cách đây mấy năm Hòa vừa đi làm ngân hàng nhé, vừa viết blog, vậy thì thời gian đâu Hòa viết blog, mà Hòa đã chia sẻ riêng với anh rồi. Nhưng mà có một cái điểm mà anh thấy Hòa có cái mẹo là vẫn đi làm mà vẫn có thể viết blog được. Đó, chính xác đấy. Còn như anh thì hồi trước là anh bị thất nghiệp, do vậy anh cứ viết thôi. Vợ đi làm mình cứ ở nhà mình làm thôi, cho nên anh không có gì để chia sẻ cả. Còn Hòa là một người mà vừa đi làm mà vừa xây dựng blog. Thế em xin chia sẻ với các anh chị em như thế này. Thực ra là em đi làm gọi là chính thức, gọi là toàn thời gian ấy, là vào cuối năm đầu năm 2020. Đầu năm 2020 là toàn thời gian. Và trước đấy thì mình có tiền từ blog rồi, mình có các khoản thu nhập từ các cái kênh khác rồi ấy. Nhưng mà mình vẫn chưa nghỉ vì là mình muốn học, mình làm. Thế thì cái câu chuyện ở đây là chúng ta làm như thế nào để chúng ta vừa có thể là đi làm. Để anh chị biết là làm ngân hàng cực kỳ bận luôn. Em làm từ 8 giờ sáng là 7, 8 giờ tối bình thường. Đấy, rất là bận. Ở ngân hàng Tech hay là MB, SHB thì anh chị và các bạn, nếu mà biết mọi người ai làm ở đấy thì rất là bận. Đi công tác nhiều lắm. Em đi công tác rất nhiều. Thế nhưng mà mình phải có được một cái mục tiêu nó lớn lao, thực sự là nó phải lớn lao cụ thể đó. Và thứ hai đó là gì, mình lấy kiến thức ở đâu, cái quan trọng là mình lấy kiến thức ở đâu để mình viết đấy. Cái thứ ba nữa là động lực ở đâu để hàng ngày mình viết, phải ba cái đấy. Thế thì mục tiêu thì mình rất rõ ràng là mình phải có được nguồn thu nhập thụ động. Đấy là mục tiêu của em, phải có được nguồn thu nhập thụ động, là có các kênh tài sản thu nhập thụ động. Thì khi mà em nhìn đến một vấn đề là mình không thể làm bằng sức lao động của mình, thì cái thu nhập của mình nó sẽ lên đến đỉnh và nó sẽ cao xuống khi mà mình già đi. Thì rõ ràng là mình có nguồn thu nhập thụ động bằng những cái tài sản của mình. Bằng gì? Bằng việc mình đầu tư vào, bằng tiền của mình vào các cái kênh tài sản như hộ kinh doanh, cổ phiếu, trái phiếu hay bất động sản này em bỏ vào. Thứ hai nữa là gì? Mình phải có các tài sản online nữa. Đấy, như là cái blog hay là kênh YouTube. Em nhìn thấy nhà hồi em cũng học anh Ngọc rất là nhiều, nó 2017. Tức là mình nhìn thấy được là ông này ông đi kiếm được tiền từ blog. Thế thì bây giờ là bắt đầu em tập trung mà. Hồi đầu thì em cũng nhìn thấy bạn em chia sẻ là cũng viết blog các thứ. Làm thì mình cũng cố gắng mình làm, nhưng mà nó cũng rất bập bõm. Trong 1.5 năm đấy, rất bập bõm, biết vừa được vừa không. Mà nó cũng không có chiến lược cụ thể để ra tiền. Sau đấy thì mình mới tập trung, mình biết là mình phải làm được ra tiền từ blog này rồi. Sau đấy thì là mình làm như thế nào, thì cái nội dung ấy mà em viết lại chính là cái em đang làm hàng ngày, hoặc là những cái em trải nghiệm mới hàng ngày. Ví dụ em làm ngân hàng thì em làm tín dụng chuyên về cho vay, chuyên về các sản phẩm tài chính về cho vay. Chính vì vậy mà trong vòng 2-3 năm đầu của em, các nội dung trong blog toàn về cho vay, về thẻ tín dụng là em hay dùng. Em biết những cái gì mà em biết là em chia sẻ hết. Tức là trong đầu mình có cái gì mình đang dùng hàng ngày thì là mình viết, mình chia sẻ hết. Rồi nó dễ nhất, cực kỳ là dễ, thấy rất dễ. Thế thì mình dùng những cái đấy trước để mình kéo lượng người dùng vào đã. Cứ có vào người vào đó. Sau bắt đầu mình nghiên cứu, mình mới trải nghiệm các cái sản phẩm khác về đầu tư. Đấy, bắt đầu em mới làm sang là các sản phẩm đầu tư, vì mình thấy là phục vụ cho những người không có tiền, người đang dùng các khoản vay ấy. Thực ra thì bọn em cái chuyển đổi nó rất khó khăn. Thực sự là hồi đấy là em, cái hôm mưa em vào hỏi anh Ngọc là em thấy bế tắc về trong cái việc là tại sao khoản vay đó đấy. Em có rất nhiều khách hàng vay, thực sự là vào trang của em rất nhiều, và em chuyển sang ngân hàng rất là nhiều, bán quay xe chạy rất là nhiều. Nhưng cái khả năng chuyển đổi hoặc là gì, cái đội nhân viên tín dụng nó không trả hồng của mình. Khách hàng có thể giải ngân nhưng không trả. Thế là mình fail. Thế là mình mới thấy là thế thì làm quản vay có vấn đề rồi.
tức là cái khả năng mà có thu nhập của mình nó thấp, bắt đầu mình chuyển sang các cái sản phẩm đầu tư. Thế thì khi mà chuyển dần sang các cái sản phẩm đầu tư thì mình mới thấy rằng là việc nó chuyển đổi nó dễ dàng hơn và nó khả năng nó thành công cao hơn, và nó có thứ hai nữa là nó có tính trọn đời. Còn vay nó không có tính trọn đời nhưng khoản đầu tư nó có tính trọn đời. Thế là mình bắt đầu mình có được cái thu nhập nó ổn định từ cái việc là tiếp thị liên kết các cái sản phẩm đầu tư. Mà các sản phẩm đầu tư này thì dần dần thì em mới thấy là dần dần mình mới sinh ra được các cái là mình học được thêm về quản trị tài chính cá nhân, dần dần em mới học về những cái đấy. Em mới chỉ cho người ta được cái công thức để người ta làm giàu cho mình. Thì bản thân mình cũng đang làm như thế. Thực ra là ngày xưa mình làm nhưng mình không hiểu. Mình chỉ biết là mình phải có dòng tiền khác thôi. Nhưng mình không biết làm như thế nào. Ngày xưa thì mình cứ tiêu hết. Đấy, thì bắt đầu là mình mới đi trải nghiệm và mình có được các kiến thức để mà mình viết. Thế thì ở đây câu chuyện là gì? Chúng ta viết khi nào? Cái này mới là cái vấn đề. Đấy, thực sự với anh chị và các bạn rằng là cái quan trọng nhất là mình thay đổi được con người mình. Thay đổi được bản thân mình. Tức là mình muốn thay đổi được bản thân mình đó. Mình phải hiểu được bản thân mình muốn gì đó. Đấy, khi đó khi mà mình mong muốn mình thay đổi bản thân mình hiểu bản thân mình muốn gì rồi thì mình mới làm được. Đó, thì thực sự là bản thân Hòa là nói chung là thay đổi rất là nhiều. Tức là từ một cái tư duy một người đi làm thuê. Tức là mình cảm thấy là rất là mệt mỏi, mình cảm thấy là mình phá mình rất nhiều. Và mình cảm thấy là nó không thay đổi cho mình những cái tốt, và thứ hai nữa là nó có rất nhiều những cái tiêu cực. Đấy, nó rất là mệt mỏi. Thế thì lúc đấy là cái mình nó thôi thúc mình đâu, thôi thúc mình phải thay đổi, thôi thúc mình là phải tìm hiểu những cái phương thức khác, tức là mình phải đi một con đường khác. Trước hết là mình thay đổi bản thân mình. Đấy, thay đổi bản thân mình. Thế thì từ cái việc là mình sửa bản thân mình đấy, về những cái liên quan đến phát triển bản thân, rồi mình mới bắt đầu liên quan đến đọc cái về tài chính. Đọc, tự nhiên là ngày xưa em không đọc sách được, em là dân toán đấy, rất là lười đọc. Nhưng con số thì em rất thích, nhưng mà đọc thì rất ghét, mà viết cực kỳ ghét luôn. Thế nhưng mà dần dần thì mình thấy mình đọc mình viết thì lúc đầu thì cũng viết khô khan lắm, thì nhưng mà cứ viết thôi. Thì hàng ngày nó quen dần thì cứ mỗi buổi sáng là em sẽ dành thời gian là 1 tiếng đến 2 tiếng buổi sáng, tức là mình dậy từ 4 giờ đến 5 giờ mình viết, đến 6 giờ 6 rưỡi là mình đi làm. Có rất nhiều các cái video mà anh chị và các bạn có thể xem cả video trên YouTube. Đấy là buổi sáng thì em trước khi em làm, em cứ quay từ lúc đầu, một năm đầu, nửa năm đầu em học. Đấy là mình quay, mình nói, rồi mình viết thì ở trên là mình cứ khoảng độ 4 rưỡi 5 giờ sáng ấy. Đấy mình dậy là mình viết bài. Đó, mình dành thời khoảng đấy nó rất là tĩnh và mình rất là dễ viết. Cứ dần dần như thế, mình cứ làm một thời gian dài như thế thì dần dần nó thành một thói quen. Đấy. Cái quan trọng ở đây nó thành một thói quen. Mình chỉ cần vượt qua được khoảng nửa năm thì mình sẽ có được một cái thói quen. Ở đây là mục tiêu lúc đầu của em không phải là tiền. Thực sự là như thế. Là mình đang muốn thay đổi bản thân mình. Với mình đang học cái chữ là chữ kiên nhẫn. Học một chữ kiên nhẫn ở đây. Đấy, em treo là sau có mấy cái video treo chữ kiên nhẫn. Tức là mình phải kiên nhẫn. Nếu mà mình không rèn được cái sự kiên nhẫn ấy, thì mình sẽ không làm được cái gì đó đến nơi đến chốn. Nên bắt buộc là em phải rèn được cái chữ đấy. Và viết chính là cách để mình rèn cái chữ đấy. Đây là mình rèn bản thân mình ấy. Đấy, mình xác định đây là mình sẽ rèn bản thân mình. Mình lôi tất cả những thứ gì mình có được trong đầu để mình viết ra đã. Thế thì khi mà mình lôi được tất cả những thứ gì mình có trong đầu mình viết ra, mình rèn được bản thân mình, thì lúc đấy nó lại có được một cái năng lượng thôi thúc mình học thêm, phát triển thêm kiến thức hàng ngày để mà bổ sung cho mình. Vì khi mà mình viết thì mình sẽ thấy mình thiếu cái gì. Còn nếu mình không viết thì mình sẽ không biết mình thiếu cái gì. Bởi vì trong đầu mình lúc nào nó cũng nghĩ rằng là mình đủ hết rồi. Như em nhá, em viết về một khoản vay. Mặc dù em làm sản phẩm, nhưng khi em viết ra thì em mới hình dung được cái logic và chi tiết đến như thế nào. Mình viết ra mình mới thấy là nó thiếu cái gì ở trong cái đấy. Ví dụ một cái phương án tính như thế này, thiếu như này, mình cặn kẽ như thế, từng chi tiết như thế đó. Và các cái khác dần dần nó cũng cứ thế, nó thôi thúc mình. Rồi em biết các sản phẩm đầu tư, em không làm gì nhiều về sản phẩm đầu tư đâu, tận một năm rưỡi, gần 2 năm trở đây thì bắt đầu là em sang sản phẩm đầu tư. Mà thông thường là em phải đầu tư đến nửa năm đến một năm rồi thì em bắt đầu em mới ngồi em viết đấy. Thì
lúc đấy thì bắt đầu là mình mới có, đầu mình có cách trải nghiệm, mình có các kiến thức để mà mình viết, chứ không có tự nhiên mà mình có thể viết được, mình cứ ngồi mình có sẵn để mình viết được. Bắt buộc là mình phải trải nghiệm, bắt buộc là phải thôi thúc mình học hỏi, bắt buộc là mình phải viết, bắt buộc là mình phải dành thời gian cho nó, bắt buộc là mình phải kiên nhẫn với nó thì mình mới làm được, trên cơ sở là mục tiêu của mình đã có sẵn rồi. Đó, thế thì trong khoảng đến bây giờ thì là em cũng, tức là mình có một con đường là mình đi rồi, bây giờ mình chỉ có lựa chọn thôi. Thế ở đây câu chuyện là mình biết cách làm, thì bây giờ mình sẽ chỉ chọn những cái gì mà nó hiệu quả, mà nó lâu dài, thì mình tập trung vào nó, mình đào sâu vào nó thôi. Mình biết rằng khi mình tập trung, mình đào sâu vào nó thì mình sẽ hơn người khác ở trên thị trường. Còn nếu mình không tập trung, mình đào sâu vào nó thì mình chỉ lờ lờ trên thị trường thôi. Thế thì ngay xác định ngay từ đầu, nếu mà bây giờ anh chị và các bạn mà khi viết blog mà tập trung được một cái sản phẩm, một cái đối tác nào đó, mình tập trung vào, hoặc là một cái ngách nào đấy, mình chỉ tập trung vào cái đấy thôi, mà mình nhìn được ai chỉ cho mình, ví dụ như anh Ngọc, anh chỉ được cho mọi người nhìn thấy được là một bạn nào đấy chuyển chuyên được một cái ngách nào đấy, người nhìn thấy cái dung lượng, là mọi người nhìn thấy cái lượng truy cập, nhìn thấy lượng thì tìm kiếm, rồi mọi người nhìn thấy cái tương lai của nó phát triển, như có khả năng phát triển như thế nào, thì mình tập trung vào đấy thì mình dễ dàng là mình có khả năng là thành công được với nó. Đó. Ok. Đó thì cảm ơn chia sẻ của Hòa. Thực ra thì tóm lại các bạn thấy là Hòa dậy từ 4 giờ sáng viết, bởi vì công việc quá bận, thì các bạn thấy là không có cách nào khác, một là mình phải thực sự là đầu tư cho nó thôi. Đầu tư ở đây là tiền bạc, là thời gian, là tâm huyết của mình, là sự kiên trì. Đôi khi nó là những cái hành động, là không có thời gian thì phải dậy sớm mà viết, mà làm blog, thì mình mới chuẩn bị cho mình được một cái con đường là 6 tháng, 1 năm nữa mình mới có cái gì đấy để mình giảm bớt cái công việc chính của mình đi, đúng không? Thì cái này vô cùng thực tế thôi. Nó là cái câu chuyện mà Ngọc đã từng trải qua, Hòa đã từng trải qua. Đây chỉ là những cái chia sẻ cho các bạn thấy là sắp tới các bạn sẽ phải đi trên con đường như vậy. Cảm ơn anh Ngọc và các anh chị. Thì thực ra là nay cũng là buổi đầu tiên được gặp gỡ, gọi là online với các blogger. Bình thường thì em cũng hay nói chuyện ở trên group. Nói chung là cũng rất là mong muốn ý. Thực sự là xuất phát từ trong tâm mình thôi, nhưng mình cũng chả kinh doanh gì về các sản phẩm về blog cả. Nhưng mong muốn là mọi người sẽ sớm thành công, bởi vì là ở đây nó là một cái giúp cho mình có một cái tài sản. Đấy, trên góc độ về tài chính là em nhìn nó một tài sản để nó tạo ra dòng tiền cho mình. Thay vì mình mua bất động sản này, mình mua cổ phiếu, mình mua trái phiếu này, mình mua quỹ này, hay mình mua vàng này, thì blog hay kênh YouTube cũng là một cách để chúng ta có một cái tài sản để tạo ra thu nhập cho mình. Đấy là khi mà em nhìn ra cái góc nhìn như thế thì là nên là em mới tập trung nhiều hơn vào cái việc là mình phân bổ ra một phần là mình đầu tư công sức của mình, những cái gì mình không đầu tư công sức được, ví dụ doanh nghiệp mình không thể mở được thì mình mua cổ phiếu đấy, hoặc là mình đầu tư vào quỹ cho họ để họ đầu tư cho mình. Còn những cái gì mình dùng được trí tuệ của mình, bằng chất xám của mình, thì là mình đẩy vào blog hay kênh YouTube. Và cái thứ hai nữa là về mặt lâu dài ấy, thì nếu ai yêu cái này thì em, bản thân em thì em thấy là khi mình về hưu ấy, mình về già thì mình cũng vẫn có thể làm được, tức là mình nghĩ nó xa hơn một chút. Rất là thú vị. Đây là còn thực sự là nó là một cái niềm vui đối với mình, vì là thay vì là mình về già mình nghỉ hưu mình chả có việc gì làm, thay vì trông cháu trông con đúng không, là mình ngồi mình viết hay mình là tâm sự chia sẻ ở trên đấy, mà mình lại vẫn có thu nhập, mà lại thu nhập ở đây là thu nhập mình không phải dựa dẫm gì vào con cái cả. Nếu mà trong trường hợp mà chúng ta càng đầu tư càng sớm, góc độ của em là đối với những người mà có kế hoạch tài chính, càng sớm đầu tư càng sớm, tích lũy càng sớm vào tất cả những cái tài sản, thì mình sẽ càng sớm về độc lập tài chính cho mình về sau. Và bản thân em là em thấy sau 5 năm mà từ em là từ một con nợ, tức là mình làm lương rất cao nhưng mình nợ, năm 2015 là nợ âm, lấy vợ còn âm rất nhiều tiền. Mà bây giờ mình quay ngược trở lại, khi mà mình lập một cái kế hoạch cụ thể, mình phân bổ như thế, đúng cái gì em làm như thế nào, em chia sẻ hết với mọi người, thì mình dần dần nó thành một thói quen cho mình. Viết blog nó thành một thói quen, và các cái kỹ năng khác, kỹ năng tài chính nó cũng trở thành một thói quen, thì mọi người sẽ thay đổi được cái cuộc sống của mình, thay đổi được một cái
niềm vui cho mình trong cuộc sống. Vâng, xin cảm ơn mọi người rất là nhiều. Ừ. Ok. Hay quá. Ừ. Vâng. Ok. Xin chào Quang mọi người nhé. Quang, Quang hôm nay im ắng thế nhỉ? Anh Khanh có chia sẻ gì nữa không? Không, anh thôi, bây giờ muộn rồi anh với phải chạy ra ngoài. Ừ. Ok, nhưng thế. Mà anh thấy chuẩn là chuẩn đấy. Thì cái trong cái tài chính cá nhân đấy thì mình phải xây dựng một cái tài sản cho mình. Yeah. Tài sản cho mình. Tiết kiệm rồi kể cả cái bảo hiểm xã hội mà bây giờ mình đi làm thuê đấy. Mình nhận đấy là một tài sản. Đấy. Bảo hiểm nhân thọ cũng là một tài sản, tiết kiệm rồi đầu tư. Đấy. Còn bò lắp này thì nó cũng sẽ là một cái tài sản bởi vì nó tạo ra một cái dòng tiền gọi là thụ động cho mình. Nhưng cái này là cả một quá trình dài đấy chứ không phải là rồi ok nhé. Hẹn gặp lại cả nhà vào tối thứ sáu ha. Nội dung làm sao để có được đó đẩy cái bài viết của mình lên càng nhiều người đọc càng tốt ha. Rồi ok, chào các bạn. Cảm ơn thầy, cảm ơn Hòa. Vâng, xin chào anh chị ạ.